Xin kính chào quý đại lý, quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại xin giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một hộp loại nước hồng sâm của Hàn Quốc. Đây là một mẫu rất mới trên thị trường. Đến tháng 12 năm 2022 thì mới xuất hiện, thì cũng còn tầm một tháng rưỡi. Đây là một mẫu nước hồng sâm đẹp cả về hình thức lẫn nội dung. Có thể nói là so với khá nhiều cái mẫu nước hồng sâm trên thị trường thì đây là một trong những loại mà có chất lượng tốt nhất, bởi vì hàm lượng của nó đến tận 45% nước hồng sâm Dung Hiêu Premium Gin Hàn Quốc. Thế thì một thùng của nó là có 6 hộp, thì mỗi một hộp nó có 30 gói như này. Mỗi một gói này là 50ml, rất là đẹp, hạn sử dụng rất là dài, 12 tháng 10 năm 2025. Thì xin giới thiệu nhanh về hình thức cũng như là cái nội dung công dụng của cái sản phẩm này. Đây là một hộp. Một hộp như này là có 30 gói, mỗi gói là 50ml như này. Chiết xuất từ hồng sâm Dung Hiêu và rất nhiều những cái thượng dược khác của Hàn Quốc. Thì mỗi một hộp như này thì trong đấy đã có 6 cái hộp nhỏ. Đây, 6 cái hộp nhỏ này là mỗi một hộp là có 5 cái gói. Đây, mỗi hộp có 5 gói thế này, 6 năm là 30. Thế thì cái quy cách nhỏ nhất là nghĩa là một hộp lớn này. Thế còn cái hộp nhỏ này thì có tính chất là để trong này cho nó đỡ bị bẹp hộp lớn thôi. Chứ còn quy cách là một hộp như này là 30 gói. Thì gồm có 6 cái hộp bé bé ở phía trong này, kèm theo một túi giấy đựng rất là đẹp, tông tông luôn. Đây là đạt những cái chứng nhận có thể nói là rất là cao của Hàn Quốc, xuất xứ Hàn Quốc này, do tập đoàn Samsung bảo trợ người tiêu dùng này, đạt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm này. Thế rồi là sâm này là sâm xuất xứ Hàn Quốc, hàng premium, hàng này là hàng cao cấp. Đây, hồng sâm 6 năm tuổi và Dung Hiêu, đây gọi là nhãn hiệu Gin của Hàn Quốc, do tập đoàn do nhà sản xuất cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là Gyeongsang Sangin Agriculture, nhà máy số 2 của Hàn Quốc sản xuất. Thì hàng nhập khẩu Âu là đơn vị tiếp thị và phân phối thị trường Việt Nam, hàng đầy đủ hóa đơn giấy tờ. Thế thì nước hồng sâm này được chất xuất chính là từ hồng sâm đủ 6 năm tuổi và Dung Hiêu Hàn Quốc, trên dây chuyền rất là hiện đại. Thế thì cái dạng túi nước thế này chúng ta chỉ sử dụng cắt ra đây, cắt góc hoặc là xé để sử dụng, rất là vệ sinh và mang đi mang lại rất là dễ dàng. Thế thì sử dụng nước hồng sâm Dung Hiêu Premium Gin của Hàn Quốc này thì giúp cho bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe rất là nhanh chóng. Những cái thành phần có trong nước hồng sâm này thì cũng giúp cho hỗ trợ rất nhiều bệnh lý, duy trì thanh xuân, kéo dài tuổi thọ. Thì đây là tại sao mà nói là đây là một trong loại tốt nhất trên thị trường, bởi vì cái hàm lượng hồng sâm trong này rất là cao. Thì cái thành phần chính của cái sản phẩm này thì chiết xuất từ hồng sâm là có tận 45% luôn. Trong một cái túi 50ml này thì có tới 45% là thành phần hồng sâm. Trên thị trường hiện nay thì hầu hết các loại nước hồng sâm đa số chỉ rơi vào có 0,15 cho đến 1-2% hồng sâm là nhiều. Đây là tới tận 45% hồng sâm luôn. Thì trong đó là cái hàm lượng hồng sâm là 0,3mg trên 1g, thì chất rắn là 0,2%. Thì cái thành phần hồng sâm trong này có sự phối trộn là giữa cái củ sâm là 7% và rễ sâm là 3%. Thế ngoài ra còn chiết xuất nhiều những cái hỗn hợp thảo mộc khác, ví dụ như là vỏ cam quýt này, cải cứu này, rễ cây bạch chỉ này, hoặc là rễ hoa mẫu đơn, hoặc là rễ cây thiên cung, rồi táo đỏ, hoặc rễ cây địa hoàng, hoặc linh chi, cam thảo, quế. Đó là chiết xuất thiên ma, chiết xuất Dung Hiêu, hoặc là một số những cái hương thảo mộc tổng hợp chẳng hạn, rồi một chút chất điều chỉnh axit nữa, hay là vitamin C. Thì trong đó là đặc biệt là liên quan các thành phần, là trong đó là có hồng sâm, Dung Hiêu, đương quy, địa hoàng và thiên ma. Đấy là những thành phần chính có thể nói là rất tốt cho sức khỏe. Vừa nói về nhân sâm thì hạn thì ai cũng biết rằng là đây là hồng sâm nhé, nghĩa là chiết xuất từ nhân sâm. Thì nói lên sâm thì hạn thì chúng ta đều biết là đứng đầu trong tứ đại danh dược của y học cổ truyền, bao gồm là sâm nhung quế phụ này. Thì nhân sâm người ta cho rằng là nó là cái liều thuốc kỳ diệu, bởi vì có rất nhiều ích lợi cho sức khỏe con người. Thế thì nhân sâm, cái củ sâm tươi của mình ấy, là sau khi được chế biến qua 7 lần hấp, 7 lần sấy, chúng ta gọi là 7 công đoạn đấy,
thì lúc này là hồng sâm chứa cái hàm lượng saponin rất là cao so với nhân sâm. Đấy. Thì cái saponin này nó có hiệu quả giúp là giảm đau nhanh, hỗ trợ điều trị những bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là về cột sống. Chiết xuất hồng sâm thì có hiệu quả rất là cao trong đối với đặc biệt những người mà bị bệnh lý về xương khớp, người già chẳng hạn, để giảm đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp của người già. Đấy, một cái công dụng nữa rất là đặc biệt của nhân sâm Hàn Quốc đó là được khoa học chứng minh là tăng cái khả năng chịu đựng của con người. Thế thì cái sâm này là hàng nhập khẩu Âu là có rất nhiều lần giới thiệu rồi. Thế ngoài ra thì nấm linh chi, thì trong này có chiết xuất thành phần nấm linh chi nữa. Thì nấm linh chi thì rất nhiều quý vị có thể đã biết rồi, thì nó là ổn định huyết áp, cân bằng những cái chỉ số cholesterol hoặc là hạn chế những nguy cơ mắc bệnh tim mạch, để tăng cường chức năng cho gan và thận. Thì đấy là những cái chức năng rất là căn bản. Thế ngoài ra hạn thì nấm linh chi người ta còn có cái khả năng là phòng ngừa những cái bệnh về đường hô hấp, ví dụ như là hen suyễn chẳng hạn. Đấy, hoặc là ví dụ như là giảm những cái nguy cơ mắc cúm do xâm nhập của do vi khuẩn xâm nhập. Đấy. Đấy, đẩy lùi một số những căn bệnh thế kỷ rất là nguy hiểm. Đấy. Hỗ trợ trong điều trị ung thư chẳng hạn thì người ta cũng sử dụng linh chi rất là tốt. Giảm đau, ngăn chặn nguy cơ tái nhiễm zona. Đấy, rất nhiều người bị zona là zona thần kinh. Hoặc là tạo cái hệ thống miễn dịch vững chắc cho người bệnh, đặc biệt là cái khả năng mà giảm căng thẳng mệt mỏi, thì cái đó là khoa học nó chứng minh rất là tốt, mạnh mẽ trong đối với nấm linh chi. Thế ngoài ra nữa thành phần nhung hiêu. Thành phần nhung hiêu. Thành phần nhung hiêu thì quý vị biết rồi, tác dụng làm đầy khí, đầy gọi là đầy tinh huyết. Để nhắc đến nhung hiêu người ta nhắc đến tinh huyết này. Để giúp làm đầy tinh huyết, nhuận phế kim, mạnh nguyên dương. Đấy là trong cái y học cổ truyền người ta có một số những cái tác dụng của nhung hiêu như vậy, gọi là bổ dương đấy. Thế là vị thuốc nhung hiêu rất tốt cho người thể trạng yếu, giúp cứng gân này, những người bị hư lao chẳng hạn, hoặc là phụ nữ băng huyết, rong huyết, hoặc là nam giới là nhược khí thận hư thì sử dụng nhung hiêu là tuyệt vời. Hoặc là đương quy, nhắc đương quy thì cái này thì quý vị chắc là nắm rất là rõ về đương quy, đúng không? Đương quy mà hay còn gọi là bạch chỉ, thì nó có tính vị ngọt, hơi đắng, tính ấm. Thì đương quy có cái đặc tính là tiếp thêm cái sinh lực, kích thích tinh thần. Đấy là hai cái có thể nói là rất là căn bản của đương quy. Để tác dụng là kháng khuẩn, chống viêm, tăng cường miễn dịch, tăng cường lưu thông máu, giảm đau, an thần. Để tác dụng rất là tốt của đương quy như vậy. Thế ngoài ra còn có địa hoàng hoặc là thiên ma. Đấy. Ví dụ như thiên ma chẳng hạn, trong y học cổ truyền thì thiên ma nó có vị ấm, gọi là vị ngọt, tính ấm. Đấy, hoặc là gọi là quy kinh can ấy, có tác dụng là bình can tức phong chỉ thống. Đấy là những công dụng của đương quy. Của thiên ma. Đấy, dùng để chữa những cái chứng bệnh như là chứng can phong nội động gây trúng phong tạng phủ với những biểu hiện như là bị méo mặt chẳng hạn đấy, hoặc liệt nửa người. Thế thì can dương thượng can gây ra hoa mắt, chóng mặt, đau đầu chẳng hạn. Thế ngoài ra thì thiên ma còn giúp là những cái người mà đặc biệt là bệnh xương khớp thì nó giúp là hỗ trợ là trong cái điều trị đau nhức xương khớp, tê bì do phong tà, trúng gió chẳng hạn, thì người ta sử dụng thiên ma. Thế thì bản thân thiên ma thì hàng nhập khẩu ở Âu thì cũng phân phối khá nhiều loại liên quan thiên ma khác nhau. Thì trong đó là có nước bổ gan thiên ma này, rồi là nước rồi trà ngũ cốc thiên ma. Ngoài ra hạn đến rất nhiều những cái sản phẩm hồng sâm này hạn cũng có thành phần thiên ma trong đó. Đó là thiên ma, hạn công dụng của thiên ma thì rất là nhiều, quý vị có thể xem trên mạng. Giúp đau nhức xương khớp, an thần, chống co giật, tăng cường lưu lượng máu đến tim, điện não, cải thiện não, cải thiện trí nhớ, bổ não đấy, và hạ huyết áp, làm chậm nhịp tim. Đấy, thế một số nghiên cứu người ta còn thấy là thiên ma giúp tăng cái chịu đựng, nó tương tự như là hồng sâm ấy. Đấy, thế là chống oxy hóa, ức chế sự tăng sinh tế bào khối u chẳng hạn. Thế đấy là cái công dụng rất lớn của thiên ma, nhiều lắm. Đấy. Thế thì nói chung là sử dụng cái nước hồng sâm này, đặc biệt là cái dạng gọi là premium này, cái hàng có thể nói là lượng hồng sâm rất là cao ở trong này. Đấy. Thì nó có thể nói là một số cái tính năng rất là căn bản như vừa nêu xong. Thế ngoài ra thì nếu mà đối tượng sử dụng ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là đặc biệt là những người mà thể trạng yếu thì nên sử dụng nước hồng sâm này, làm được những môi trường căng thẳng này, thế rồi là nhiều áp lực. Ở những người già là người suy nhược cơ thể, muốn bồi bổ và tăng căng cường sức khỏe. Thế hoặc là ví dụ như là tăng cường sinh lý, đặc biệt trong này có thành phần nhung hiêu nữa thì giúp cho tăng cường sinh lý có thể rất là mạnh mẽ. Những người căng thẳng, lo âu, bồn chồn, mất ngủ thì sử dụng cái này hạn nó sẽ cải thiện cái hệ tuần hoàn. Đấy, rồi là bổ não. Thế hoặc là nam giới dù trẻ lớn tuổi khi mà làm việc quá độ lao lực chẳng hạn ấy, thì thường là chúng trong y học cổ truyền người ta nói là bị tổn thương dương khí. Đấy, thì mà nếu mà không bồi bổ kịp cho cơ thể chẳng hạn thì có thể sẽ làm cho cái chức năng sinh lý, như là thể trạng nó ngày càng bị suy giảm. Đấy.
thì cái sự kết hợp giữa hồng sâm và nhung hiêu trong này nó rất tốt trong trường hợp mà nâng cao cái năng lực, cái khả năng mà bị lao lực ấy, hạn chế khả năng lao lực, suy nhược, yếu sinh lý chẳng hạn nó sẽ tăng cường. Sử dụng cái sản phẩm này hàng ngày thì giúp cho cơ thể tỉnh táo, cải thiện cái lượng nội tiết tố cholesterol, đặc biệt đối với đàn ông chẳng hạn thì trong cơ thể là cái duy trì cái sự sung mãn, cái phong độ dài lâu, nhất là những người mà bắt đầu tầm bước vào tuổi 45, 50, 55, cái thời kỳ mà mãn dục nam chẳng hạn nên sử dụng cái này. Thì cái này là người lớn mỗi một ngày sử dụng hai gói này, nếu mà tầm khoảng 70 cân trở lên thì nên sử dụng khoảng hai gói. Chế còn tầm dưới 75 cân thì là dưới 70 cân, 65, 60 cân, 50 cân thì sử dụng một gói. Đấy, nhưng mà nó dùng khoảng hai gói là phù hợp. Thế thì cái này là lắc đều trước khi uống. Thì nó rất là đơn giản thôi, là cắt góc chữ A này. Đấy, có kéo cắt góc chữ A hoặc là xé ở đây ra. Thì sử dụng uống trực tiếp ngon hơn khi mà chúng ta để tủ lạnh. Để uống lạnh thì sẽ thấy nó ngon hơn. Thế thì cũng có một số người chẳng hạn thì cũng nên cân nhắc khi sử dụng sản phẩm này. Ví dụ như là sản phẩm này thì nó không dùng cho phụ nữ có thai nhé. Phụ nữ có thai chẳng hạn thì không sử dụng bất kỳ cái sản phẩm nào liên quan hồng sâm cả, hoặc đang cho con bú, hoặc là người dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm này. Thế cái sản phẩm này cũng không nên dùng cho các em dưới 13 tuổi, bởi vì là cái trong này nó có rất nhiều cái thành phần như là sâm này hoặc là nhung hiêu thì nó đều có cái tác dụng mà kích dục sớm. Cho nên trẻ dưới 13 tuổi chẳng hạn thì nên dùng riêng cái loại hồng sâm baby, hồng sâm cho trẻ em ấy. Thì hàng nhập khẩu ở Âu thì cũng phân phối về đến 30-40 loại khác nhau về cái hồng sâm trẻ em. Thế còn lại là cái này là người dưới 13 tuổi chưa nên sử dụng. Hoặc là những người mà đang sử dụng thuốc chữa bệnh ấy, thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng, bởi vì có thể là biết đâu một số cái thành phần trong này nó sẽ tương tác với thuốc, nó có thể làm giảm cái hiệu lực của thuốc, thì cái này cũng nên cân nhắc này, hỏi ý kiến bác sĩ. Thế thì hạn sử dụng thì rất là dài, quý vị thấy như này là 12 tháng 10 năm 2025 rồi, 3 năm kể từ ngày sản xuất. Nên như vậy cái này là sản xuất ngày 12 tháng 10 năm 2022. Thì đến hôm nay thì mới được có hơn 1 tháng. Thì cái này bảo quản nơi thoáng mát thôi, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời. Thì chúng ta cứ sử dụng nó trước thời hạn mà ghi hết hạn ở trên sản phẩm này là được. Hàng này thì hàng nhập khẩu ở Âu tiếp thị và phân phối toàn quốc, hàng đầy đủ hóa đơn chứng từ. Thì cái này là ship hàng khắp cả nước nhé. Để xuất hóa đơn VAT, rồi là tem phụ, rồi công bố và đầy đủ cho các quý đại lý. Thế thì quý vị cũng lưu ý thêm là sản phẩm này không phải là thuốc, nên không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hàng nhập khẩu Âu thì bên cạnh cái nước hồng sâm này thì còn phân phối đến khoảng tầm 70-80 cái loại nước hồng sâm tương tự của rất nhiều cái nhà sản xuất khác nhau của Hàn Quốc, từ Gangdong cho đến Bio, cho đến là Kangwa, vân vân. Thì quý vị vui lòng xem trên website hàng nhập khẩu ở Âu, hoặc là liên hệ với số điện thoại, số hotline và Zalo của kho hàng nhập khẩu ở Âu theo cái số trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đấy, 0986798008. Đây sau đây là một số cái hình ảnh quý vị nhìn thấy cụ thể đối với sản phẩm này. Đây là cái túi. Túi sách của nó. Rất là tiện dụng. Hộp rất là đẹp luôn. Gói rất là đẹp. Hình thức tuyệt vời. Một thùng của nó thì gồm có 6 hộp. Đây là một thùng. Một thùng nó rơi vào khoảng tầm 14 cân. Là gồm 6 hộp như vậy. 30 gói này nhân với 50ml này. Nhân với 6 hộp một thùng. Xin cảm ơn.